Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft siêu headset. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi mine và tìm được rất là nhiều chỗ có kim cương ở phía dưới khu mỏ kìa. Đó, từ từ thì mình sẽ xuống dưới để khai thác hết luôn. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ có một chuyến khám phá xung quanh cái nơi ở. Nhưng mà ban đêm thì mình lại sợ phải dừng chân lại ngủ á, thế nên mình sẽ chế tạo luôn một cái nón cho mình có khả năng nhìn trong bóng tối, đó chính là cái nón than này nha. Nhưng mà than trong kho của mình giờ nó cũng gần hết rồi. Để coi coi mình nén hết số này được bao nhiêu cái đã. Như là được 8 khối thôi, 8 khối thì chưa có đủ đó. Để bây giờ mình sẽ trở lại cái hầm mai của mình một tí để mình có thể khai thác thêm mấy cái quặng than đem về nè. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng để dành kinh nghiệm và nâng cấp cây cúp kim cương của mình đó, có dòng gia tài luôn để khai thác hết cái số kim cương đó. Và coi nào, hôm bữa mình thấy nhiều than ở đây. Đây, than ở đây nè. Đó, giờ mình sẽ đào hết ra nha. Để coi được bao nhiêu nào. 6 rồi. 9 rồi. Để mình gom coi cái này cần bao nhiêu nha. Để làm được cái nón than nữa thì mình cần phải có một cái workbench. Và cái workbench này được chế tạo từ công thức là coi nào. Cần 4 khối, cái nón cần thêm 5 khối nữa đúng không? Ồ, hình như cái nón cần 5 khối nữa là 9 khối, vậy là mình đủ rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ trở lên trên nè. Và sau đó về nhà để chế tạo luôn cái workbench đó nha. Rồi, đi về và chế tạo thôi nào. Và cái workbench đó còn có thể nâng cấp lên các cấp độ cao hơn để chế tạo những cái món vũ khí hoặc là áo giáp tốt hơn đó. Để từ từ mình nghiên cứu và mình sẽ chế tạo luôn. Nhưng mà đầu tiên thì mình cần phải có một cái bàn crafting nè, 2 luli và một cái lava crystal. Lava crystal ở đây. Rồi luli hả? Luli ở đây nè. Và một cái bàn chế tạo đúng không? Bàn chế tạo ở đây luôn. Rồi, mình đã có đầy đủ những thứ để có thể làm được cái workbench. Và bây giờ mình sẽ chế tạo nha. Đây, bàn chế tạo siêu xịn. Cái này mình sẽ đặt... cái này chắc mình đặt trong góc đi. Còn bàn chế tạo thường á thì mình sẽ đặt ở bên ngoài. Ui, cái này nhìn đẹp vậy. Wow, cái này nhìn đẹp cực luôn á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đổi góc đặt đi. Mình sẽ đặt ở bên ngoài nè, để mình có thể dễ dàng nhìn thấy luôn đó. Đặt ở đây nè. Wow, nhìn cái bàn chế tạo kìa. Xịn ghê, có chân trống luôn chứ. Còn bàn này thì mình sẽ đặt ở vị trí bình thường. Và lót vô trong góc đó bằng một cục đất nha. Đây, lót vô bằng một cục đất như vậy. Đó, vậy là đẹp rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái nón than. Biết ráp công thức bình thường được không? Ui, cái này nó chuyên để ráp những cái món vũ khí đặc biệt hoặc áo giáp đặc biệt thôi. Nên ráp những cái khói bình thường giống như là than không có được á. Đây, mình sẽ làm thử nè. Vậy là mình đã có được một cái coal helmet, tức là cái nón than đó các bạn ơi. Nhưng mà để nhìn trong bóng tối thì mình cần phải có một cái middle gem hoặc là một cái The One Ruby. Và cái The One Ruby này công thức cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta cần có hạt vàng, redstone và một cái mạch so sánh hả? Ok, để bây giờ mình sẽ lấy thạch anh ra trước nè. Thạch anh nè, rồi đốt redstone và gỗ nữa đúng không? Vậy là mình đã đủ công thức để chế tạo rồi. Lấy thêm que này để làm đốt redstone. Cần khoảng 3 cây, đúng không ta? Hình như cần 3 cây đó. Rồi, giờ thì đặt thử coi. Để mình nhớ coi nào. Không biết có đúng công thức của cái máy so sánh không nữa. Ý, không đúng hả? À, nó cần phải có dùng... cần dùng đá cơ, cái này nó cần dùng tới đá lận. Mình cứ tưởng gỗ chứ. Và đá nhẵn hình như mình hết trơn rồi. Để bây giờ mình nung ra luôn nha. Và ui chết, à mấy cái sắt mình nó nung xong hết rồi nè. Chắc bây giờ sẵn tiện đây á, mình sẽ nâng cấp mấy cái lò nung mình luôn đi, để sắp tới công việc nung nấu của mình á nó sẽ diễn ra nhanh hơn nha. Đây, lấy ra hết nè. Đầu tiên thì mình sẽ nâng nó lên cấp độ bằng sắt trước đi, tại vì mình có khá là nhiều sắt. Rồi, sau khi có sắt á thì mình sẽ nâng tiếp lên cấp độ vàng nha. Được 4 cái cấp độ sắt nè. Để coi nâng được bao nhiêu cái lên cấp độ vàng. Ui, vừa đủ 4 cái luôn. Tạm thời thì cấp độ vàng thôi nha. Còn khi nào mình nhiều kim cương hơn nữa thì mình sẽ nâng lên cấp độ emerald hoặc là obsidian. Còn bây giờ á thì mình sẽ cho đá nè. Cho đá nè, rồi cho than vào để cho nó nung. Như vậy cái quá trình nấu á nó sẽ diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Và để nhanh hơn nữa thì mình còn có thể tách ra như vậy nè, để cho hai cái lò nung trên nó cũng có thể làm việc được. Than đâu hết rồi? Ủa, mình tách hơi nhiều than quá. Bên đây hết than mất tiêu rồi. Rồi, nung lên đi. Và bây giờ mình sẽ lấy ra ba thôi để mình làm cái mạch so sánh nha. Đây, mạch so sánh nè. Vậy là mình đã có được một cái đâu nào,
À, mình còn thiếu hạt vàng hả? Hạt vàng... Ui, hạt vàng không có thì phải đổi ra thêm. Đây có hạt vàng nè, vậy là đủ rồi nha. Ấn công thức nè. Và công việc còn lại của mình đó, đó chính là ghép hai cái này lại. Ui, phải ghép ở bình thường à? Phải ghép ở công thức bình thường mới được. Nè, cái này nó cho mình khả năng nhìn trong bóng tối một nè. Hay là phải full set ta? Ui chết rồi, hình như cái này full set nó mới cho hay sao đó. Ồ, vậy là full set nó mới cho mình khả năng nhìn trong bóng tối à. Trời ơi. Khó dữ người ta. Khó rồi, khó rồi. Nhưng mà không sao, chắc sắp tới mình sẽ cố gắng chế tạo sau cũng được. Ôi làm nãy giờ làm mình mất công á, chế tạo tùm lum mà không có cho mình nhìn trong bóng tối gì trơn. Thôi tạm thời thì cất cái nón sắt này vô, đợi thử cái nón than trong ngày hôm nay như thế nào nhá. Giờ thì cất mấy khoáng sản vô trồng lại nè. Cất gỗ vô ba lô, mang theo thêm một ít nữa để mình còn đi khám phá đó. Cất vô nè. Rồi, giờ thì đi khám phá một vòng nhẹ nhẹ rồi trước khi trở về nhà làm công việc kế tiếp nha. Cởi dây ra, lấy cái hàng rào để có gì mình buộc em Chocobo lại á. Mình không dùng cái đôi ủng để đi khám phá, tại vì nếu mà mình bay bằng cái đôi ủng á thì nó sẽ rất là nhanh và việc tìm những cái bông hoa hay si cò nó sẽ trở nên khó hơn rất là nhiều. Đó, thế nên mình cứ đi chậm chậm như vậy nè cho dễ tìm mấy bông hoa hay si cò nha. Rồi và hôm nay á, thì chắc mình sẽ đi về hướng đông đi. Hôm ra mình đi khám phá mình không có đi về hướng đông đâu. Mình đang đói nè, để mình ăn dùm cái đã. Hôm trước mình nhớ là mình có bỏ sót một vài cái bông hoa hết si cò đâu hướng bên đây. Để bây giờ mình nhìn kỹ lại coi coi mình còn gặp nó không nha. Nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi hả. Nên nhìn kỹ một xíu là chắc mình gặp được. Ui, bém, Chocobo rơi xuống không bị dính sát thương. Ui, xịn quá. Ôi định chém để lấy đồ mà không rơi ra gì rồi là chết queo rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ cất cọng dây nè, hàng rào và hexico vào trong để tiếp tục cởi em Chocobo này. À vậy là mình biết thêm một khả năng của em Chocobo này nữa, đó chính là rơi xuống không mất máu. Ủa nãy mình đi mình có đem theo cái giường không á ta? Hình như nãy mình đi mà mình không có đem theo cái giường đó. Trời ơi, đi khám phá gì thì chết tôi rồi. Rồi cố lên tí tìm một ít em cừu, lấy lông cừu là được hả? Và hướng bên này thì lại là vùng Savannah. Tính ra cái vùng Savannah này cũng khá là rộng đó. Và trên bầu trời còn có cái đảo Slam nữa kìa. À đây đây đây, cừu đây, cừu đây. Mình sẽ vô lấy một ít cái lông cừu nha. Sẵn tiện ngó ngó coi coi có bông hoa hay si cò nào gần đây không. Rồi xin xin lông cừu. Wow, epic loot bag luôn. Và như mấy cái loot bag này mình có thể ghép lại với nhau để tăng cái độ xịn của nó lên đó. Nhưng mà giờ mình cần phải lấy gỗ ra trước. Ê, mình cần phải lấy gỗ ra trước để làm cái bàn crafting và chế tạo một cái giường rồi ngủ liền thôi. Bàn đêm đáng sợ lắm. Rồi có giường nè, ngủ một phát. Sáng thức dậy rồi tiếp tục đi khám phá thôi. Và những cái bông, cái cây Sakura nó cứ xuất hiện xung quanh đây nè. Không biết sắp tới mình có nên làm nguyên một cái khu vườn Sakura không nữa chứ. Vườn cây hoa anh đào. Và cái này có công thức chế tạo không? Hình như không hả ta. Vì là mấy cái túi kia mấy cái máy craft lại để tăng cấp độ lên là mình nhớ nhầm mất tiêu rồi. Rồi giờ thì chắc đi tiếp nhá. Mấy cái túi nhỏ này mình thử mở coi. À cho cái đùi gà cạp cũng được. Rồi đi tiếp nhá. Hướng này thì ủa, ủa nãy mình nói mình đi về hướng đông mà ta, sao nãy giờ đi về hướng bắc không vậy? Ok giờ đỡ rồi, mình sẽ đi về hướng đông bắc luôn. Đi xéo về hướng bên này nè. Ở đây thì chúng ta gặp được một đàn heo. Và mấy cái bông hoa si cò thì nó không có ở ngoài sa mạc đâu, nó chỉ ở mấy nơi mà có đất thôi á, nên ra được vùng sa mạc thì chắc khó tìm. Ui đằng kia có nguyên một đàn Chocobo luôn kìa. Có một em đuôi 7 màu và bên đây có một cánh cổng nè. Mình đang lo là nếu mình xuống dưới mình sợ mình ra không được á. Chưa chưa chưa, bây giờ mình sẽ làm liều nha. Liều biết đâu vô trỏng mình gặp được cái rương kho báu thì sao. Đây em ở đây nha. Rồi mình đặt ở đây cái điểm cho chắc cú nè. Em cho cô bô. Ý, cô bô. Rồi ở đây thì em ở yên nha. Anh vô trỏng xíu anh ra liền. Xíu thôi. Và xung quanh đây coi. À, đây yên bình không có gì hết. Rồi chuẩn bị nào. Không biết cái toàn thay ra không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mình. Rồi đi vô.
Ui, đây là đường ra đúng không? Mình có cây đuốc nè để mình làm dấu. Đây có cái bẫy. Ồ đúng rồi cái này. Ui mất cái cổng rồi. Ủa cái này đi vô phát nó mất cái cổng luôn hả? À cái này vô phát là mất cái cổng luôn. Ý trời rồi, ý trời rồi, thôi. Vô một xíu thôi rồi đi các bạn ơi. Ui sợ quá, mình tưởng mình ra không được luôn chứ. Thôi kệ. Bước vô xong bước ra liền luôn. Mình hơi nhát một xíu nhưng mà vậy nó sẽ an toàn hơn. Lỡ mà một tí mà mình có gặp thêm một cái nữa thì chắc chắn mình sẽ ở lâu hơn nha. Hồi nãy chỉ là thăm dò tình hình thôi. Ui, cua nè. Ui, gặp cua. Thịt cua thôi. Sắp, cua kẹp. Sắp có càng cua nướng ăn nữa rồi. Lại đây, cua hung lắm nha các bạn. Quýnh một phát là lợi dí quýnh mình liền. Để trả thù đó. Chạy đi đâu. Rồi bà, giết ba con cua được có mỗi cái càng cua ha. Mở thêm cái túi này coi. Búp. Lại đuôi gà. Cái túi đó là túi túi gà KFC sao ấy, toàn mở ra đùi gà thôi à. Rồi đi tiếp nha. Ở đây là gần biển rồi. Biển thì sẽ có một dịp mình sẽ khám phá sau. Còn hôm nay thì tập trung vào việc khám phá trên đất liền. Và gặp thêm một cái vòng ngoài si cầu nè. Hôm nay để coi trong chuyến khám phá này thì mình sẽ tìm được tổng cộng là bao nhiêu cái vòng ngoài hết si cầu nha. Hướng này... Ủa tại sao lại có cái đốm lửa đó ta? Chưa đến mình nhìn đây còn bông hoa hết si cầu nữa không? Mình đang thắc mắc sao ở đó có đốm lửa? Đó, cái em Chocobo cũng tưng tưng trên nước được nha. Chứ không phải là không biết lội giống như là ngựa đâu. Chocobo hơi bị xịn và... Nhà của ai vậy? Ui chết, mình gặp nhà dân rồi. được cứu rồi. Và hướng này... Cái này giống như là cái chỗ để làm dấu để tránh trường hợp lạc đường á. Ý. Ui em thỏ nhảy quá trớn đâm đầu vô cái cây xương rồng chết queo luôn rồi. Khổ ghê không. Rồi qua đây lấy cái bông hoa hái si cò nữa nè. Ở đây tính ra cũng nhiều bông hoa hái si cò lắm á. Và đâu coi còn cái bông hoa nào không. Mình nhìn ở góc nhìn thứ ba như vậy á để dễ dàng quan sát xung quanh á, chứ chỉnh lại góc nhìn thứ nhất như vậy nè. Đó góc nhìn nó rất là hạn hẹp và việc tìm mấy bông hoa hái si cò á nó cũng sẽ khó hơn. Nên có gì các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi giờ thì tiến sát lại cái ngôi nhà này. Mình không biết đây là cái nhà dân hay nhà của ai nữa. Nhìn trên bản đồ thì ở trong đây nó có nước nè. Hình như trong đó nó bị ngập hay sao á. Muốn biết ngập hay không thì vô trong là biết liền. Mà giờ mình sẽ lấy cọng dây ra nè để buộc em Chocobo lại một cái. Em Chocobo thai long hoài luôn à. Mình đi một tí là em ấy rụng lông mà. Chắc đang tới mùa thai long hay sao đó. Rồi. Ui sao có cái đầu chết. Ôi cái đầu hình cái rương nhìn đẹp vậy. Mình đổi vô được không ta. Ui. Ui cho một cái em cái đầu hình cái rương nè. Wow, được luôn, làm bật trang trí cũng được. Tại vì cái nón thang á cho mình ít giáp lắm. Đây con cái nữa nè. Cái này kiểu như là đồ trang trí thôi. Kệ trang trí thì trang trí lượm về trước đi rồi tính gì tính. Trong đây thì hình như là nhà bỏ hoang rồi. Đúng rồi, trong đây nhà bỏ hoang nè, có thịt zombie. Ui, skeleton nữa. Chưa biết mình. Ui. Vậy là trong đây có cái gì đó mới có skeleton canh giữ nè. Tấn công bất ngờ. Chết đi. Rồi xong. Ui, cái này nhà của đại gia hay sao đó, có bể bơi trong nhà luôn nè. Phong cách này nhìn khá là giống của Nhật Bản đó các bạn ơi. Không biết phải không ta? Hay là cái này là cái phòng xông hơi nè. Đúng rồi, đây là phòng xông hơi chứ gì nữa, nhìn mấy cái chỗ này giống cực luôn. Bên đây nữa nè, còn căn phòng xông hơi nữa nè. Ui, có thằng hầm luôn. Wow, ui. Ui, cho gì chứ chỗ thang rồi mình hơi bị thích luôn á, tại vì giờ mình đang cần thang. Gỗ nè, gỗ thì lượm luôn. Vạt lượm luôn, vơ được cái gì thì vơ thôi. Đây nữa nè. Lượm hết về. Có dấu gì không? Không có dấu gì hết. Rồi đi lên trên tiếp thôi. Trời gì chứ cho tan là mình hơi bị thích đó. Rồi hướng này coi có cái cửa giống hồi nãy không. Hướng này thì không có.
Vậy là mình cần phải trở ngược lại cái khu trung tâm. Wow, thì ra mình phát hiện cái khu xâm hơi của mấy đại gia. Trong đây có gì không nào? Mình nghi dấu dấu sau này cái gì lắm. Ta-da. Ui. Ui, Ripper mà cũng đi xâm hơi nữa, trời. Không tin được luôn á. Ripper nè. Ripper, ui. Ripper nè. Rồi, ok, mình đã đánh bại con Ripper rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đặt lại cái khối này. Nó cũng như là trả lại diện mạo bình thường cho người ta đi. Vô cái khu sông hơi người ta rồi đập tùm lum tùm la, người ta gặp tao quánh chết đó. Rồi, trả lại nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, hướng này thì... đúng rồi, cái này chắc chắn với các bạn là đây là chỗ sông hơi luôn. Tại vì đây là cái kiến trúc của mấy khu sông hơi mà, của kiểu phong cách Nhật Bản đó. Nhưng mà ở đây nó hết rương rồi hả? Ui, cứ tưởng vô đây chơm được món đồ nào xịn xịn chứ. Ai dè lấy được ít. Ui. Mình giật hết cả mình ạ. Ui, nãy vô đâu gặp tên Skeleton này đâu mà giờ gặp rồi. Legendary Look Back. Wow. Ui, cái Legendary này rơi ra đồ xịn nè. Quá trời đồ xịn trong đây luôn. Được á nha. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ gào chỗ này lại. Gào thêm ở đây, rồi sau đó đặt ba lô và cất mấy món đồ xịn xịn mà mình nhặt được nãy giờ vào nè. Rương thì không cần. Rồi, đi thôi em ơi. Ghé qua khu sông hơi này cho biết hà, chứ không có ý hết á. Rồi, đi tiếp nha. Lần này thì mình sẽ thử băng qua hướng đông thêm như thế nào. Thường thường hướng đông sẽ hướng ra biển, nhưng mà lần này hướng đông lại tới sa mạc chứ. Còn hướng tây mới là hướng biển. Kỳ ghê luôn đó. Ui. Chocobo mình hình như gặp em này thích thì sao mới kêu lên nè. Được nha, em Chocobo mình được đó. Và hướng này thì nhìn sơ qua thì vẫn chưa thấy bông hoa Hexico nào hết. Không biết em ấy có đói không ta? Chắc em ấy không đói đâu, để mình thử mình hái một quả này coi em ấy có chịu ăn không nha. Tại vì lâu lắm mà mình chưa có cho ăn. Lovely. Cái quả thứ này nè mà hình như là để cho ăn và la giống hay sao á. Ủa đúng rồi. À, thì ra có một cái loại quả chiên để cho mấy em này lai giống luôn. Ồ, thì ra là vậy, hiện tim quá trời kìa. Ui, khu mỏ có ai đây? Chưa, mình sẽ giữ cái này lại. Mình phát hiện ở đây có một cái khu mỏ gì nè. Buộc vô, có cần gạt. Ủa? À, đây là chức năng của cái cần gạt khi đặt kế đường ray nè, để đổi đường ray đó. Có rương, hai rương luôn. Đúng thứ mình thích nha, được á, mà không biết có rương, trong rương có cái gì thôi. Thẻ tên với Magic Tech. Theder là cái gì ta? Ở nhà mình cũng có một hay hai cọng gì như vậy nữa đó, nhưng mà mình chưa có biết dùng. Chắc từ từ mình phải tìm hiểu thêm về cái cọng dây đó mới được. Và ở đây có thang nè, để tranh thủ mình đào thêm một ít mang về luôn đi. Rồi nếu mà dư á, mình sẽ làm vui một set đồ thang, để sau này chúng ta còn đi khám phá. Rồi, ui ở đây làm gì có cỏ nữa. Kỳ vậy. Chuyện lạ nha. Ở này đâu có cái gì đâu, mà sao lại có cỏ. Chắc là đất nó mọc ở dưới rồi cỏ nó lan xuống hay sao đó. Rồi giờ thì mình sẽ đặt block và trèo lên trên thôi. Ý, còn hang nha. Rồi đi lên trên thôi. Không biết em... Đây em chưa có bồ vẫn còn. May mà có cái cọng dây á. Rồi giờ thì đi tiếp thôi em ơi. Đi lên nha. Hướng đông là hướng bên đây. Và bây giờ mình đã tới cái vùng đầm lầy rồi. Wow, vùng đầm lầy thì... Ý. Ui cái gì nè. Ui chết. Pháp sư. Ây cha. À, mình gặp pháp sư rồi. Mình sẽ... Sao nào? Mình sẽ buộc tạm cái em Chocobo này ở trên đây đi. Ngay khu mỏ nè, để dễ dàng nhận biết. Rồi. Sau đó đặt ở đây một cái điểm, đó là khu mỏ lộ thiên. Để có gì mình còn dịch chuyển lại đây nếu mà mình đánh không lại cái tên pháp sư hồi nãy nha. Rồi, giờ thì bắt đầu trận chiến thực sự với tên pháp sư đó thôi. Lấy cái khiên ra để tăng khả năng phòng ngự nè. Lấy một ít ta... trái táo vàng ra một xíu mà không ổn á, ăn vô để có sức khỏe để chiến đấu tiếp. Rồi không chần chờ gì nữa, áp sát và quýnh luôn. Ui chết. Ây. Ui
Ui. Ui pháp sư. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ủa, nhớ anh dịch chuyển xuống đây à? Ý. Ui, cái tên này dịch chuyển tùm lum hết vậy. Pháp sư nè. Ây da, pháp sư dùng pháp thuật mà sao đánh tay đau vậy? Trời à, có tập game hay sao mà đục một phát mất hết một trái tim rồi. Ấy. Ui, tên này 20 mấy máu thôi hà. Mình quýnh nãy giờ không mất máu luôn nè. Ấy. Ây da, đục. Ui. Còn hất bổng mình lên trời nữa chứ. Ủa sao giờ lên máu rồi? Tên này giỡn nhau à, quýnh đáng ra phải mất máu thêm chứ mà ai vậy? Ow, 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 ow. À, cái skill của ngươi vô dụng rồi. Không biết ta có đôi giày xì la mà. Ôi kìa, 34 máu. Mình quýnh một hồi cái lại lên máu cho coi này. Ây da, ui, đục đau quá. 36 máu rồi. Ủa, không được hả, không được dùng kiếm hả? Kỳ vậy, 37 máu rồi. Thôi 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 thôi, em xin. Vậy là phải dùng cung hay sao rồi đó. Chứ mấy đòn đánh cận chiến như vậy thì không có tác dụng. Chết rồi, để mình coi mình có cộng chỉ nào không. Mình làm một cái cung chứ như vậy thấy không ổn rồi. Và trong này nó có cái gì nè. Ây ây ây. Mấy bông hoa này. À, trong đây mình cho có thể cho vào một cái gì đó. Ui 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 ui. À, cái khu vực này chắc chắn mình sẽ trở lại thôi. Tại vì nó có một cái gì đó rất là đặc biệt ở giữa. Giống là một cái khu vực để ông này làm phép nè. Và mấy cái khối này nhìn cũng khá là lạ nữa. Runestone. Wow, mặt Creeper. Mà không biết mình có nên chơi một cục về không ta. Mình thấy khối này đẹp quá. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy cái ba lô nè. Cúp kim cương. Mình sẽ lấy một khối về. Đừng cho ông thấy, đừng cho ông thấy. Chạy 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 chạy. Nghĩ làm phép nha. Thông thường mấy cái đó thì bắt buộc phải đủ khối thì mới làm phép được đó. Mình lượm được một khối rồi nè. Rồi không chần chờ gì nữa, chạy thôi. Chơm được một khối rồi chạy liền. Thỉnh thoảng á thì mình cũng nên để ý ở dưới biển. Tại vì ở dưới biển lại có mấy cái dungeon khác nữa. Mình cũng có thể khám phá đó. Và chẳng lẽ ở đây hết rồi hả ta? Nhìn xung quanh bốn hướng luôn á, để không thò bỏ sót mấy bông hoa xì còi giống như hôm trước thì ổn lắm. Hướng này lại có cường. Ý, có làng kìa. Ủa, phải làng không? Không, cái đó cái nhà hả? Trời ơi, tưởng đâu ngôi làng chứ. Thôi, để vô ngôi làng này. Ui, cái gì đây, cái gì đen đen đây? Hả? Ui gì đáng sợ vậy, tự nhiên có mấy cái làn khói đen đen nè. Ui mà có nào mà đứng ở đây một hồi bị bắt không ta? Thôi 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 thôi. Cái gì không biết rõ thì tốt nhất chúng ta nên né ra đi để tránh trường hợp nguy hiểm. Và đây là một cái ngôi nhà bị bỏ hoang rồi. Thuyền hải tặc. Có gói vàng kìa. Wow, thấy vàng là hơi bị thích nha. Bộ cái này vô đây đi. Rồi, bên trong ngôi nhà này thì đúng rồi, bị bỏ quên mất tiêu rồi, không có gì hết luôn. Đã vậy còn bị lủng nữa nè. Thôi, chắc bây giờ mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống, làm luôn cho mình một cái thuyền để mình ra khơi thử nha. Biết đâu ngoài cái thuyền đó lại có một cái kho báu cực kỳ tốt cho mình thì sao nào. Rồi, lại là cái bàn chế tạo, cái ba lô. Ôi chết. Chết rồi, mình đập một phát rách ba lô rồi, quên mất không nên ngồi khi đập ba lô. Trời ơi, đây đây ba lô đây, đặt lại rồi cho đồ vào trong lại thôi. Trừ lại cái thuyền này cũng như một ít thức ăn á, để một xíu mình còn ăn trong lúc đi khám phá cái thuyền hải tặc. Rồi giờ thì lên đường thôi nào, em cho cô bố ở đây nhá, không cần đi theo anh đâu. Rồi đi thôi. Rồi mình nhảy một phát một cái tới ngoài này luôn nè. Cái thuyền hải tặc này hơi bị đẹp á nha. Nhưng mà nó có zombie. Ui. Ây. Đâu ra mấy con quái này vậy? Đập ba lô xuống. Mình cần lấy ba lô ra. Lấy cái cúp ra nè để đập cái spawner. Ây. Ui bình tĩnh nào mấy anh bạn.
Đập tới không? Đập tới không? Đau quá, đau quá, đau quá. Ê, bị mắc kẹt rồi. Ui, cái thuyền hải tặc này không easy như mình nghĩ đâu. Ở trong đây nhiều quái lắm kìa, nguyên một binh đoàn luôn. Rồi rồi, tranh thủ, tranh thủ. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nào con nào cũng được cường hóa hết. Ây da, sao nó không cho mình lên ta? Kỳ lạ thiệt, để mình đổi góc coi. Nè 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 nè. Cẩn thận, cẩn thận. Nhích 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 qua một xíu nữa thôi. Rồi. Vô cương, giờ thì đập ra thôi nào. Đập ra nè, vào một xíu khi nào mình đánh bại hết. Cái gì? À, cái tên này ở trong cái tòa tháp đi ra. Tránh vô dừa còn gặp vô dừa nữa. Đứng ở đây, đứng ở đây. Con ui, skeleton nữa, chết rồi. Mình đụng vô hàng xóm của mấy cái con quái trong tòa tháp rồi. Mình cho mình lặn đi qua để vô cái tôn thuyền thôi. Ủa kìa, rỗng như mở hội luôn rồi kìa, đông dữ vậy. Sao vậy ta? Mình lấy cái ba lô ra mới được. Lấy cái rìu nè. Rồi thử chặt ra thôi. Ui, nhưng mà nó không cho mình áp sát vô. Cái này lấy được không? À, cái này thì lấy được. Đập ra, đập ra, đập ra. Cho tôi cái cục emerald. Được rồi nè. Ui, hết luôn, đứng ở đây, chém thoải mái luôn. Rồi, 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 đặt cái khói này lên để cho đứng dễ hơn nè. Đó, cứ kiểu như nó bị vướng vướng thế nào á. Chắc là nó không cho mình khám phá hướng này. À, đây, nó bắt buộc mình phải đi theo đường này à. Được. Lên thì lên, sợ gì. Rồi, vô trong nè. Tên nào là tên thuyền trưởng đâu. Ủa, tính ra đây là cái cái thuyền bị gãy làm hai á. Ở trong cái đường này có gì không? Kiểm tra, kiểm tra. À, có copper. Hát nhìn tạp gì nè. Lụm về. Cái này thì sao? Một cái quần sát hammer và copper tiếp. Ây, ý, trong đâu quá. Đừng hút xuống dưới nha. Mình rớt xuống dưới là thôi xong luôn đó. Bầm dập luôn. Tại vì dưới này đông quá dữ lắm. Mở cửa ra cho nắng đốt bớt nha. Rồi, mấy bên này chuẩn bị trừng phạt. Ui chết rồi, mặt trời xuống núi rồi. Mình cần tìm cái ba lô của mình. Ây, 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 nhìn không được. Ba lô đâu rồi? Thôi xong rồi. Ba lô của tôi. À kìa kìa kìa, ba lô kìa. Lấy ba. À không không, mặc được rồi. Hình quá, hình quá. Mình sẽ lấy cái giường ra một cái để ngủ trên cái con thuyền này một hôm đi. Mà đây có quái lấy gì ngủ được. Ôi chết, mình lại quên mất rồi. Mình muốn khám phá cái chỗ này mà có sự quá. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy tạm đuốc đi để mình thắp sáng nha. Chứ giờ mình ngủ trên đây không được rồi. Rồi, mình sẽ tìm cách đi xuống dưới coi. Mình nghĩ xuống dưới thì chắc mình không toàn thay đi lên đâu. Mà đây có rương nè. Lấy về, lấy về. Chủ yếu mình vô mình lấy rương. Lấy rương mà, nên nếu mà không đánh bại hết lên bài cũng không sao đâu. Rồi, nhưng mà đây có góc nè, nên mình sẽ tranh thủ đánh luôn. Biết đâu mấy con voi mà được cùng hóa như vậy, nó lại rơi ra một thanh kiếm siêu VIP cho mình thì sao. Đó, nên cần phải thử. Rồi, với tên này hơi khỏe một tí, tại vì nó có khuyên đó. Rồi, giờ mình sẽ đi diệt hết cái đống này xem như thế nào nha các bạn. Thì ra nó giấu một cái spawner ở đây, thảo nào có mấy con nó cứ chu ra từ cái cột nó lên, nó quýnh hoài luôn. Và nãy giờ mình cũng tiêu diệt được một mớ rồi nè. Và phía dưới đang rất là nhiều đồ. Một tí mình sẽ đi xuống và lấy hết luôn. Yên tâm nha. Rồi giờ thì tranh thủ dọn dẹp cái đống này càng nhanh càng tốt nào. Nó lượm thêm một cái món quà nữa. Ê, đi ra, đi ra, đi ra. Ta muốn lấy đồ. Cực ghê luôn á. Rồi giờ đợi chiến thuật khác nha. Nó chưa xuống đây nè. Đó, chưa xuống đây lượm đồ được liền. Wow, quá trời lướt bét luôn. Được của nó. Một cái cúp sắt hiệu suất. Một cái lưới túi legendary nữa. Coi còn món đồ nữa không. Hết rồi, hết rồi. À, bên đây thì có in cưỡi vàng. À, dấu hàng giống như hấu kìa. Lượm hàng giống như hấu luôn. À, bây giờ chắc mình sẽ chưa lấy cái lấy cái ba lô. Quên mất cái ba lô nữa. À, đi trở về nhà thôi nào.
cái thuyền này thật là bất ổn chứ đi. Lên bị quýnh quá trời luôn mà không có lấy được nhiều đồ nữa. Vàng thì chắc từ từ mình sẽ trở lại và lấy sau nhá, chứ giờ ở lại tầm 5 phút nữa thôi là quái nó spawn ra ha, lát máy luôn đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhá. Trên đường về thì mình nhìn qua ngọn đồi phát hiện hai cái bông hoa Hexico nằm kế bên luôn nè. Để bây giờ mình trèo lên trên và lấy cái bông hoa này nhá. Đây một bông. Úi, à trong này không có. Và bên đây một bông nữa nè. Đó, vậy là được tìm hai cái bông nữa, quá tuyệt vời luôn. Ê, à rồi, được rồi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục trở về nhà nha. Và hy vọng rằng trên đường về mình có thể bắt gặp thêm một vài cái bông hoa Hexico như vậy nữa. Úi kìa, ở dưới nữa kìa. Hồi nãy mình đi xéo hướng bên kia, đâu có đi hướng bên đây đâu. Ai dè hướng bên đây có quá trời nè. Chắc đây là những bông hoa mà hôm trước mình bỏ sót đó. Rồi bây giờ chắc mình sẽ... À đây nữa nè. Hôm trước mình bỏ sót quá trời ở bên đây luôn. Coi bên đây còn bỏ sót cái nào nữa không. Thì hôm trước mấy bạn nhắc mình á là mấy bông hoa chỗ này. Mình lo nhìn ở trên nhưng mà không để ý với mình đất nhiều á, nên ưa bỏ sót lắm. Và bây giờ thì mình cũng đã gần về tới nhà rồi. Đi vài chục bước nữa thôi là mình có thể trở về nhà và bắt đầu cái chương trình đặc biệt, đó chính là mở qua cuối clip. Và hy vọng rằng ở cuối clip này á thì mình có thể mở ra được nhiều món đồ tốt hơn, và nhất là vũ khí á. Chứ bây giờ mình gãy cái kiếm sắt hồi nãy rồi, lo quánh mấy con zombie trong cái thuyền hải tặc đó. Rồi về tới nhà, cho em Chocobo nghỉ ngơi một xíu nha. Cho em mấy lần này, cho em mấy lên trên cái chỗ mình ưa thích luôn nè. Rồi lên đây ở em ơi, lấy cái cọng dây ra coi, lấy cái cọng dây. Ủa, à đây cọng dây đây. Buộc em ấy vô cái hàng rào lại để không thôi em ấy đi mất đó. Hàng rào đây nè. Rồi ở yên ở đây nha. Và bây giờ mình sẽ lấy cái ba lô và đi xuống dưới để lựa ra những món đồ mà mình cần để bắt đầu chương trình mở quà này. Cắt nó vào trong trước nè. Wow, chương trình mở quà hôm nay hơi bị nhiều á nha. Có food bag nè, có record bag, lumber bag và old weaver. Không biết mấy cái này dùng để làm gì nữa. Và về những món đồ tốt thì mình nghĩ Hexico là mình có thêm được 7 nè, 3 khối than, ít lục bảo, vàng sắt than nữa nè, mắt diệm thạch. Rồi chỉ có vậy thôi. Và bây giờ ba đặc biệt hơn, mình có chơm được một cái cái cục đá của mấy cái tên mù hỉ nè. Mình sẽ đặt ở đâu cho đẹp đây ta? Đặt ở chỗ nào đây? Đặt ở chỗ nào? Đặt ở đây nè. Có hình Reaper luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ cấp khoáng sản vô rương này trước, và sau đó tiến hành chương trình mở quà nha. Để coi nào, mình sẽ mở mấy cái này, không biết có ghép lên được không nữa. Để mình thử mình ghép 4 cái lại coi có được không nha. Nếu mà ghép được á thì mình có thể mở được mấy cái túi xịn hơn. Có vẻ mấy cái túi này không có ghép lại được với nhau rồi. Thôi kệ, không sao hết. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở từ trắng cho đến xanh nè, rồi cuối cùng là tím và vàng. Đây. Rồi vậy mình đã sắp xếp theo thứ tự rồi nè. Bây giờ thì mở thôi. Cái đầu tiên, cho mình một cái slampier, dùng để chế tạo một cái gì đó mình cũng chưa rõ công dụng nữa, nhưng mà chắc là cần thiết đó. Rồi kế tiếp nào. Kế tiếp nè. Nón sắt không tốt rồi. Ui cái này thì tốt. Nói cho vũ khí thiệt nè. Một cái cây glide bằng kim cương hệ thay ma 4 luôn. Một cái nhẫn cho mình khả năng nhảy cao. Một cây rìu chiến đấu. Và một cái quyển sách may mắn ép vào cần câu. Rồi cái này thì cho một cái rune màu vàng, dùng để chế tạo rune 7 màu và búa nether. Kế tiếp là một cái aqua berry. Ui cái này cho Chocobo ăn nè. Cho Chocobo cái khả năng hình như là thở dưới nước thì phải. Ui một cái nón thẻ tên và hai cái orange rune. Kế tiếp là cái màu xanh đi. Màu xanh cho gì? Một cái nhẫn kim cương. Hết nhẫn vàng rồi tới nhẫn kim cương, thích vậy ta. Rồi cái kế tiếp nữa nè, một cái beret hook. Cái đồ ngéo của mấy ông cướp biển đó. Rồi một cái lọ trái tim yên cưỡi. Cái này thì không cần nè, mình có thể vứt cái có thể vứt cái túi này đó, vứt đi. Mà khoan, để mình thử coi cái cùng ngéo của mấy ông cướp biển nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp mấy cái hòm quà nhỏ trước khi mở cái mấy cái túi epic và legendary nha. Rồi món quà nhỏ nè, chủ yếu là đồ ăn không à. Đúng rồi, cho đồ ăn không à.
Rồi giờ tới quýt bát coi. Thịt cừu chín. Rồi tới record bát cho cái đĩa nhạc. Trời ơi, đĩa nhạc gì tầm này, ai nghe nhạc tầm này đâu. Rồi cái nữa nè. Cái này thì cho gỗ, đúng luôn. Và cuối cùng là cái này mình chưa mở bao giờ hết á. Để coi coi cho mình cái gì nào. Mũi tên ma quỷ. Mũi tên này không có công thức chế tạo luôn chứ. Wow, xịn vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở bốn cái túi có thể nói là xịn nhất trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Cái đầu tiên là Epic đi. Búp. Trời ơi, Epic cho đồ dởm vậy. Giáp sắt nè, giáp sắt thì chắc mình sẽ lấy nè. Úi, à, cái này mình chưa lấy hết, bây giờ nó chưa mất, để mình lấy hết ra luôn đi. Rồi cái Epic thứ hai. Búp. Cho mình một cái. Cái này mình chưa ăn thử nè, để có dịp nào mình đói, tức là đói mình sẽ thử ăn coi nó có thật sự là no lâu không nhá. Và cái legendary cho mình. Độ xịn thiệt luôn. Cái ủng này thì vứt nè, cái hammer thì vứt nè. Rồi. Và cái túi legendary cuối cùng sẽ cho mình. Rồi. Cái upgrade kim cương và một cái khiên vàng. Tạm ổn đi. Rồi và tổng kết trong cái chương trình mở rương lần này á, thì mình có được một cái quả aqua berry, để bây giờ mình sẽ thử cho em Chocobo ăn coi. Được không, được không? Được chứ em ơi. Để mình lấy cái quyển sách ra coi. Được không nè. Ui, mở khóa rồi, mở khóa rồi. Cởi dây ra, cởi dây ra. Rồi 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 rồi, xuống nước thử coi. Đi xuống nước thôi em ơi. Wow. Đi dưới nước nè. Ui, thật sự là em này có thể đi dưới nước luôn. Lên thiệt luôn á. Cho cái trái em đi dưới nước cho em cho combo này. Sắp tới mình có thể khám phá dưới lòng đại dương mà không sợ bị hết oxy, tại vì có em cho combo này cho mình cưỡi rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn khi mà mình đã có một món vũ khí mới, đó chính là cây glide kim cương này. Nó có 7,3 sức tấn công và 1,2 tốc độ đánh, cũng tạm ổn đó. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiến hành farm thêm than á, để thử chế tạo full set đồ than, coi nó có đủ mạnh để mình có thể mang và đi khám phá không nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.